Nè, cẩn thận đó. Nè, nè, tiểu thư à, tiểu thư, cẩn thận. Tiểu thư vẫn ổn chứ? Có đau chỗ nào không? Mắt cá chân có sao không? Đau chân nào không vậy? Hả? Tôi không có bị gì hết trơn á. Nhưng mà đau ở chỗ này. Nóc đói bụng rồi. Dạ. Đói quá trời. Dạ. Ugh.